Hay chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Nhà làm phụ huynh của mình. Chúc cho tất cả mọi người có những giây phút thật là tuyệt vời để xem với cái video ngày hôm nay. Nếu bạn chưa đăng ký kênh của mình thì mọi người hãy nhanh tay đăng ký vào kênh của mình để nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ mới nhất được kênh Nhà làm phụ huynh của mình gửi đến cho tất cả mọi người. Cái video ngày hôm nay thì mình xin làm một cái đề tài, đó là chăm sóc chị Miễn bằng món ăn thịt bò. Như chúng ta đã biết thì để mà cho cái dị nó phát triển và nó sẽ kiểu là nó sẽ được mập mập và nó được mạnh khỏe thì chúng ta cần phải chăm sóc nó thật là kỹ lưỡng, và chúng ta sẽ cho nó ăn được rất là nhiều thứ để mà chúng ta bổ dưỡng cho nó. Chúng ta sẽ bồi dưỡng cái dinh dưỡng cho nó thì nó sẽ mới tốt được. Con chim yến này của mình á thì nó ăn được rất là nhiều thứ. Mình sẽ kể điển hình ra cho tất cả mọi người vì sao mà nó ăn được rất là nhiều thứ. Để mà lúc mình mới được tặng con này á thì nó chỉ ăn được cám và nó sẽ ăn được dế thôi, bởi vì á, là người ta chỉ cho nó ăn được có như vậy thì chưa có thể mà tốt lên được, và mình đã tập luyện cho nó ăn được thêm được rất là nhiều thứ này nè. Mình sẽ cho nó ăn này như là cơm nè, mình sẽ cho nó ăn là ớt nè, rồi mình sẽ cho nó ăn chuối nè, mình sẽ cho nó ăn thịt nè, rồi mình sẽ cho nó ăn rau nè, rồi mình sẽ cho nó ăn khóa nè, rất là nhiều thứ. Thứ gì mình ăn được là mình cũng có thể mình cho nó ăn được, vì mình đã tập cho nó rất là nhiều và nên là nó rất là thuận lợi trong việc mà chăm nó cho nó tốt. Cái video ngày hôm nay mình sẽ làm giới thiệu cho tất cả mọi người xem một cái món mà mình đã cho nó ăn trong thời gian qua, đó là cái món thịt bò. Như cái món thịt bò này á thì mỗi ngày á thì mình sẽ thay đổi một món, và thịt bò thì mình sẽ cho nó ăn một tuần á thì mình sẽ cho nó ăn 4 lần. Mỗi lần cho nó ăn á thì mình sẽ là cho nó ăn là 5.000 bò. Vì rồi tại sao là có nhiều người hỏi là 5.000 thịt bò thì mua thì ai người ta sẽ không có bán, nhưng mà không phải là mình mua tới chợ mình sẽ mua 5.000, mà là tới chợ mình sẽ mua là 20.000, là mỗi tuần là mình sẽ cho nó ăn 20.000 thịt bò. Vì mình còn mỗi bữa ăn của nó á, là mình sẽ cho nó ăn 5.000, còn lại là mình sẽ cất trong tủ lạnh, và khi mà cho ăn thì mình sẽ đem ra và mình sẽ cho nó ăn. Rồi mỗi bữa ăn thì mình nói là mỗi bữa ăn của nó là 5.000, nhưng mà không phải một lần cho, nhưng mà trong một ngày, có nghĩa là mình sẽ thái ra, nghĩa là một ngày mình cho nó ăn chia nhỏ ra, 5.000 chúng ta sẽ chia nhỏ ra thành 4 bữa nhỏ. Cái lại sáng là mình sẽ cho nó ăn 2 lần và chiều mình sẽ cho nó ăn 2 lần, là hết 5.000 trên một ngày. Rồi mình sẽ nói về cái thịt bò thì chúng ta sẽ cho nó ăn như thế nào. Thì có nhiều bạn á, thì cho nó ăn theo kiểu là thịt sống, chúng ta mua về chúng ta sẽ rửa và chúng ta sẽ cho nó ăn. Rồi có những người là sẽ cho ăn thịt chín. Rồi có bạn á, thì sẽ đánh nhuyễn ra, chúng ta sẽ trộn vào trong cám của nó cho nó ăn. Rồi có những bạn thì sẽ luộc chín rồi rồi các bạn ấy sẽ cũng cắt thiệt là nhỏ và trộn vào trong món của nó để cho nó tự mua ăn.
Rồi có rất là nhiều cách nữa. Rồi như mình á, thì thực tế thì mình cho chim yến ăn bằng việc là cho ăn sống, và mình sẽ thái lát nhỏ nhỏ ra và mình sẽ đưa vào cho ăn một cách trực tiếp luôn. Thứ nhất là việc mà cho ăn trực tiếp này nó thật là tốt mọi người, bởi vì thứ nhất là vì có những người á, là con chim yến này khi mà mình mua ngồi tìm về á, hay là mình mua lại của người khác á, thì khi mà tiếp xúc không tiếp xúc với nó, có nghĩa là mình lúc mình cho ăn á, thì mình cứ bỏ đồ vào trong máng rồi mình đậy cửa lại rồi mình nhìn cho nó ăn, bởi vì là sợ nó dùng nó nhấc gan. Cái này là khi mà chúng ta làm như vậy thì chim nó sẽ không tiếp xúc được với người. Rồi việc mà không tiếp xúc với người ấy, thì nó rất là khó bài thì chim yến nó nói chuyện. Nên là khi mình cho ăn trực tiếp ấy, thì nó rất là tốt, bởi vì mình sẽ bài cho nó nói nè, rồi mình sẽ được gần gũi với nó thì nó sẽ giận dữ hơn. Và nó khi mà chúng ta đem sắm nó mà chúng ta quen nắm cửa nắm lòng á, thì nó cũng sẽ không bao giờ nó bay mất đi được. Cho nên là việc mà chúng ta cho ăn trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn việc mà chúng ta bỏ vào trong máng của nó. Đây mọi người nhìn thấy mình bỏ thức ăn vào trên tay của mình rồi mình sẽ để cho nó mổ, tự nó mổ ra thì nó sẽ thích hơn. Ồ, mọi người thấy nó ăn không? Nó rất là thích ăn trực tiếp như thế này, nó mổ thì con chim nó giận hơn và mình sẽ sống nó dễ dàng hơn. Đây, mọi người nhìn thấy nó ăn là nó rất là dễ dàng. Rồi mình xin nhắc thêm một cái vấn đề mà cho chim yến ăn, tránh cái trường hợp như thế này. Thì khi mà chim yến mà chúng ta cho ăn á, thì chúng ta nên nhớ là chúng ta phải chú ý về vấn đề mà thức ăn của nó rớt vào trong cái máng nước của nó. Thì mọi người biết rồi, khi mà thức ăn rớt vào trong nước của nó mà một ngày mà nó uống mà hai, ví dụ như hai máng nước mà nó chưa hết ấy, thì chúng ta sẽ không đổ. Mà khi mà thức ăn nó rớt vào trong máng thì nó sẽ bị nước, nó bị sẽ bị hôi, và để mà chúng ta không lấy ra thì chim yến nước bị hôi và nước sẽ bị ô nhiễm, thì chim yến nó sẽ uống vào nó sẽ bị bệnh. Cho nên là đặc biệt là cái nước mà hay bị dính thức ăn đó là do là chúng ta bỏ thức ăn vào trong máng của nó, rồi khi nó ăn rồi nó uống nước thì nó đặc biệt là những cái thức ăn sống như thế này thì nó rớt vào trong nước thì nó sẽ làm nước nó bị hôi đi rất là nhanh. Cho nên là chúng ta cần chú ý cái việc vấn đề này để mà nuôi chim yến cho nó hiệu quả hơn. Hai mọi người nhìn thấy không? Đó, mình tiếp xúc với nó thì mình sẽ rời nó này, mình sẽ vuốt lông cho nó này, nó rất là dễ. Vì khi mình đã tại vì đã nhiều lần mình bắt nó rồi, mình thả ra mình bắt nó rồi, nên thành ra là chữ nó cũng hơi bị nhút nhát. Vì chim yến mà chúng ta bắt nhiều lần á, thì lúc trước thì mình đã bắt nó nhiều lần rồi, rồi mình thả ra thì cũng có nhiều người dí nó, cho nên thực tế là chữ nó cũng nó đôi khi là nó cũng sẽ bị nhấc gan như thế này. Rồi khi mà mình để ra phía ngoài ấy kìa, mình để ra phía ngoài mình cho ra á, thì có rất là nhiều tiếng động á. Vì thường á, là mình nuôi là mình sẽ ít cho nó ra phía ngoài trời đứng như thế này lắm, cho nên là mình chỉ có bỏ nó trong phòng. Ở trong phòng nó rất là giận, bởi vì là trong phòng thì nó
nó không có cái người ngồi người đi này, rồi không có cái nhiều cái để cho nó nhìn, nghĩa là nó ra ngoài phía trước này nó sẽ nhìn người chim khác bay, là nhìn người này đi qua đi lại á, là nó sẽ nó chú ý á, rồi nó nhìn đủ kiểu hết, nên là nó bị kiểu là nó nhảy qua nhảy lại để cho nó nhìn nhé. Khi mà chúng ta vuốt lông cho nó thì nó lại cũng hơi làm kiểu nó không nhìn được á, nên thành ra nó nhảy nhảy đủ kiểu ấy. Nên á thì để mà nó dần á thì chúng ta cần phải cho nó vào trong cái phòng của mình cho ăn, mình chăm sóc nó dễ và nó dần hơn. Rồi khi sau khi cho ăn thì mình sẽ tắm cho nó, mọi người nhìn thấy mình tắm nữa, nó rất là thích tắm nữa, ngày nào mình cũng sẽ tắm cho nó ấy. Mọi người thấy đó, mình tắm cho nó, mọi người thấy là mình tắm cho nó là nó tự nó xịt lông, nó vùng vẫy đủ thứ này. Đó, mọi người thấy nó thích tắm kinh lắm. Nó nghiền lắm. Cho nên nghe là chúng ta nên tắm cho nó là vào những ngày nắng nóng như mùa hè, thì thời tiết nó nóng lắm, cho nên mình sẽ tắm cho nó. Rồi video ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày thì vui và ý nghĩa cuộc sống. Xin hẹn mọi người ở video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.